kính chào tất cả các bạn. Giờ này buổi sáng như này 9:10 các bạn. Mình giờ này mình rời khỏi Đà Lạt. Giờ này mình đi đường Tà Nung về các bạn. Mình không đi đường đèo Bà Ren nữa mà đi đường Tà Nung về các bạn. Quốc lộ mình đang đi là DT725 các bạn. Đường này nó cũng đẹp lắm các bạn. Vắng xe hơn là đèo Bà Ren. Đường Bà Ren nó đông xe, nó kẹt hay bị đè trên đèo các bạn. Đông xe xuống đèo, lên đèo khó lắm. Đi đường này nó thoải mái hơn. Bắt đầu mình rẽ qua bên Lâm Hà các bạn, quẹo qua bên tay trái của mình đi đường Tà Nung. Đường này cũng khá đẹp lắm các bạn. Đẹp hết trơn. Hai cô nguy hiểm nè. Mình chọn hướng đi từ đây mà về tới thành phố Bảo Lộc, mình mới rẽ vô thành phố Bảo Lộc các bạn, chứ mình không đi từ đây mà về quốc lộ 20 tới thành phố Bảo Lộc, mình về quốc lộ 20 các bạn. Mình chọn con đường ở trong đi. Đường này ôm cua cũng nhiều lắm các bạn. Nó vắng hơn bên đường đèo, giờ này đổ đèo Bà Ren đó các bạn. Đường đèo Bà Ren thì nó lên đèo xuống đèo là xe lúc nào cũng có đông các bạn. Còn đường này mình chọn đi nó hơi xa một chút mà nhưng nó vắng, nó cũng ít nguy hiểm hơn đường đèo Bà Ren các bạn. Với lại mình đi đường này là cho các bạn ngắm cảnh hai bên đó, có cây cỏ hoa này kia nọ. Đường này mình đi cũng lần này lần thứ hai rồi các bạn. Đường này cũng khá là mới, chạy cũng ngon lắm các bạn. Bên tay phải của mình có một vách đỏ, vách đất đỏ các bạn, nhìn cũng đẹp lắm các bạn. Còn ở bên tay trái của mình thì thung lũng, rừng cây. Ở đây hoa đào chưa có nở nha các bạn. Hoa đào đây còn lá quá trời. Bên Lạc Dương giờ là hoa đào nhiều lắm đó các bạn. Các bạn có lên Đà Lạt thì qua bên Lạc Dương á. Bên đó hoa đào giờ đỏ nhiều lắm.
và cua luôn các bạn. Đường đẹp ghê chứ. Đường này khá là mới luôn, đẹp nữa các bạn. Con đường, có con đường phía dưới các bạn. Cua này cũng khá là gắt luôn. Nghe này ôm bậy bạ là chết liền nè. Đây ôm cua gắt quá là xè liền. Tới tới huyện gì ấy các bạn, mình không rễ nữa. Đây là Thảo Nguyên Xanh. Hai bên có hoa dã quỳ mà nó bị tàn hết các bạn. Cái này là ví dụ trước một tháng là nó rất là đẹp. Có cỏ lâu các bạn. Hai bên có cỏ lâu. Ở dưới là chè hay sao các bạn? Chè. Một xíu nữa là mình tới xíu nữa mình tới cà phê Mai Linh. Khi đó mình sẽ uống cà phê. Wow, đường đẹp. Lúc trước mình đây là có một đoạn á, một đoạn đã chưa làm các bạn. Một đoạn này khúc ở trên từ Đồng Lạc đi Đà Lạt đi vô thì đã làm xong rồi, giờ khúc có khúc thì từ đây ra tới
đây đổ về thành phố Bảo Lộc á là có đoạn chưa làm, đoạn đang làm nó tùm lum hết rồi. Nay là chắc làm xong hết, hoàn thiện hết rồi. Đường đẹp. Cà phê Mai Linh gần tới rồi đó, trước mặt mình hay sao á. Nếu mà có lúc trước mình đi là chưa mở cửa, nay em biết có mở cửa chưa mình không biết nữa. Đúng rồi, ở đây nè. Hôm nay mở cửa rồi, mình vô uống cà phê các bạn. Uống cà phê chú ơi. Chú ghi giùm lên con nè. Rồi ghi. Mình đổ xe đâu chú? Cho nên là bữa nay bình thường nó không hết được. Thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là kẹt, tồn chắc là nhiều. Bây giờ cha này vậy này rồi nó cho ai. Vô quán uống cà phê xong rồi mình tỉnh táo mình đi về các bạn. Hôm trước mình đi mà để đóng cửa các bạn. Đâu ngoài được không anh? Đâu ngoài được không? Đâu đây hơi hôm vậy lấy. Tham quan mình tham quan gì? Mình không quan được không? Mình dạ, uống cà phê thôi được. Dạ, mình uống cà phê là mình sẽ gọi nước bên này à. Rồi. Bớt cho mình 25 ngàn. Mùa dịch này có giảm gì không? Dạ. Covid mà. À, gì ta? Cà phê sữa. Không, còn cho nó đi này nè. Đây 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 đây, số 1 nè. Dạ. Rồi rồi. Thì uống có sữa hay uống đen hả? Uống sữa. Dạ. Rồi rồi. Đá nha. Thôi nóng đi. Nóng đi. Em sẽ để đá cho mình. Rồi ok. Dạ. Ở đâu cũng được đúng không? Dạ, của mình hết 70 ngàn. Mình thanh toán luôn hả? Dạ, thanh toán. Rồi. Xin kính chào các bạn. Mình đang có mặt tại quán cà phê Mai Linh, mình uống cà phê Mai Linh. Đó, xung quanh đây cũng không có đông lắm các bạn. Các bạn nào muốn tham quan ở dưới đó phải mua vé thêm các bạn. Cái đó là cà phê. Cái nhiều điểm ở chỗ chụp hình các bạn. Hoa bên đó rất là đẹp. Từ 101 đến 70 ngàn cà phê các bạn. Giá từ 101 đến 70 ngàn. Có nhiều loại giá lắm. Mình uống cà phê sữa đá. Giờ bắt đầu mình rời khỏi quán cà phê Mai Linh các bạn. Giờ mình đi về lại Đồng Nai. Bên đó có một vòng bông đẹp quá các bạn. Ây. Đến mình cũng đến đây lần đầu tiên luôn các bạn. Mình đến đây mình để trải nghiệm thôi. Chứ cà phê cũng bình thường các bạn. Giá thì nó cũng cao so hơn ở bên ngoài các bạn. Ở chú mình đi vòng đường này lên đúng không chú? Dạ. Giờ mình rời khỏi quán cà phê Mai Linh các bạn. Giờ mình đi về lại Đồng Nai.
đang đi trên đường là DT725 các bạn. Mình đi đường đường này về tới thành phố Bảo Lộc, mình rẽ ra quốc lộ 20 lại các bạn. Mình muốn đi con đường này để hai nó kiểu như nó vắng vẻ hơn, với lại thứ nhất lại nó thiên nhiên hơn, ít xe hơn. Tuy nó hơi xa một chút thôi các bạn, nó khác với mình một chút, chứ mình đi quốc lộ 20 nhiều rồi, mình không có cũng như mình quen thuộc con đường đó rồi, nên mình muốn tìm con đường nào thay thế cho nó là lại một xíu các bạn. Wow, đường kìa. Vô con đường đẹp rồi các bạn, hai bên là toàn là thông không. Hoa giả quỳ. Mình đang đi trên đường là DT725 nha các bạn. Tất cả các bạn, mình đang tới có đây là tới dòng xe huyện Lâm Hà các bạn. Mình rẽ vô từ quốc lộ 28, rẽ vô đường DT725 tiếp nha các bạn. Đây là huyện Lâm Hà. Và đường này DT725 này mình chạy thẳng về Bảo Lộc luôn. Thế đúng rồi, mình vòng ra tới ngay thành phố Bảo Lộc. Đường này ra về Đắk Lắk, Đắk Nông đồ được luôn á các bạn. Đường này ra quốc lộ 14, Gia Nghĩa này kia nọ các bạn. Nhưng mình đi vòng ra lại thành phố Bảo Lộc. Mình về đèo Bảo Lộc. Con cung đường này mình đã đi rồi các bạn. Mình đã đi qua bên quốc lộ 14 rồi. Nên giờ mình quay lại cho các bạn xem tiếp. Bên đây người ta trồng cà phê nhiều lắm các bạn. Đường này nó hơi nhỏ thôi, đường xe cũng hơi đông đúc. Tại đây là khu đông dân cư đó. Còn trong huyện Lâm Hà các bạn nên xe đông đúc. Chút mà mình ra khỏi địa phận mình ra hơi ra khỏi cái huyện này lúc đầu cái đường nó vắng lại. Con đường này mình thấy nãy giờ hoa giả quỳ nhiều lắm nha các bạn. Trước mặt mình một bên tay phải mình nè, hoa dù nở rồi vẫn còn thấy đẹp đó các bạn. Ôi, cà phê nó nở bông kìa. Đó, cà phê nở bông màu trắng đẹp quá. Hai bên luôn các bạn.
nghe mùi thơm bát ngát luôn. Đường này ổ gà quá trời. Đây là cơ sở tạm giam với những người nghiện các bạn. Để chữ sao mình đọc vậy nha các bạn, chứ đừng có nghĩ mình là sâu xa vậy nha các bạn, mình không có phân biệt gì hết nha. Mình thấy bên trường để chữ sao mình đọc như vậy chứ mình không có suy nghĩ gì đâu. Bên cà phê nhiều lắm các bạn, cà phê quá trời luôn, quá trời cà phê luôn. Cà phê mùa này ra bông quá trời luôn, cây nhỏ nhỏ thôi mà quá trời bông luôn. Quá trời thơm luôn các bạn, mùi bông cà phê nè, cực kỳ thơm. Cây đẹp luôn. Wow, đường đã chưa? Dốc nhìn nó uống lượng đã thiệt. Con dốc đã thiệt các bạn. Chú thiệt là sao cái giờ lên lại. Cái cà phê thấp mà có bông hết à. Quá trời cà phê dùng này luôn. Đường đã chứ. Bên tay phải của mình là toàn là cà phê trong đây không các bạn. Khu này người ta trồng cà phê nhiều ghê. Bởi vì xứ sở cà phê nó có khác các bạn. Mỗi nơi mỗi có đặc sản. Dốc đã ghê chưa các bạn. Ôi con dốc đã kìa. Cực kỳ. Không cưỡng nổi. Ở nhưng bạn các bạn xem ở trên xem video trên điện thoại là thiết bị tivi gì cũng vậy, các bạn nhìn ở trong không bằng ở ngoài đâu các bạn. Ở ngoài nước thực tế lúc nào cũng đẹp hết các bạn, còn mình xem ở trong điện thoại bây giờ nó có chỉ khoảng 5-7-80% gì đó thôi. Hai bên cà phê không. Mình lên tới đây được trời nó nắng đẹp mà các bạn, chứ mà lúc mà mình quẹo vô huyện Long Hòa quẹo vô lúc đó đang chuyển mưa. Tới đây đường nó vắng mà đẹp nữa các bạn. Tới đây sắp có một cái con đường quẹo qua quốc lộ 28.
quốc lộ đó mình quẹo qua là bên Đắk Nông, Đắk Lắk vậy các bạn, về quốc ra quốc lộ 14 á. Còn mình không có đi quốc lộ 28 bạn, mình đi đường DT725 tiếp các bạn, về tới gần tới Bảo Lộc cái mình rẽ ra. Ra lại quốc lộ 20. Wow, con dốc phía trước cũng đẹp quá các bạn. Các bạn đẹp ghê không, nở rồi đó, nở ra nhìn nó trắng đẹp ghê luôn. Mình đi mùa này cà phê người ta phơi nhiều lắm các bạn. Mùa này là mùa cà phê mà nên người ta phơi cà phê dữ lắm luôn. Mình ra con đường này đẹp lắm mà các bạn. Nhìn xuống thung lũng cực kỳ đẹp luôn. Đây là con kêu con đèo gì mình quên rồi. Di Linh còn 37 cây nữa. Khúc này chưa có đẹp, mình chạy xuống một chút xíu nữa. Tại mình đi con đường này rồi mình biết. Đèo Tăng Thanh các bạn. Đây là đèo Tăng Thanh. Wow, đã chưa? Đó các bạn thấy đẹp chưa? Đó, xuất sắc chưa? Quá đẹp luôn. Mấy cái đồi đó mà người ta mà trồng ruộng các bạn, trồng ruộng bậc thang á, khỏi phải chơi luôn. Đây là trên bên tay tay trái mình là cà phê các bạn, còn bên tay phải mình là tiêu. Xuất sắc. Quá đẹp. Đẹp quá các bạn ơi. Ở dưới đó ta cũng có trồng rẫy các bạn, chứ không phải là cây cỏ gì đâu các bạn. Như đó ta cũng trồng rẫy đó, cà phê không các bạn. Đó, cà phê trồng nguyên cái thung lũng ở dưới luôn á. Ở dưới đó vậy mà có đất có người ta của người ta hết đó các bạn, chứ không phải đất hoang nữa đâu. Cua nhìn nó đã không, cua này cát quá trời không dám ôm các bạn. Cát nè các bạn thấy không. Quá trời quá đất. Tập trung vào xe các bạn. Ồ. Quá. Đường đẹp quá các bạn. Ồ, hoa giấy nở nè. Đó, các bạn thấy đẹp chưa?
các bạn ơi. À, có quán cà phê để mình dừng chân với lại mình ngắm cảnh kia nọ, vừa uống mà vừa ngắm cảnh các bạn. Bắp phê bắp. Ồ, bị sạt lở rồi các bạn. Khúc nó bị sạt lở nè, sạt lở nhẹ. Ở đây người ta cũng sợ sạt lở nên người ta xây bức tường cao ghê quá các bạn. Đó. Không có bức tường này là chắc là mùa mưa là sạt lở liên tục luôn, nên người ta làm cái bức tường này đỡ đi các bạn. Quá đẹp luôn. Cung đường này là có cái đèo này đẹp nhất các bạn. Ở đây là kêu đèo Tăng Thanh nha các bạn. Đèo này cũng dài lắm các bạn. Cái đó cũng có nhà cửa quá trời ở luôn, người ta ở. Vòng qua cũng đẹp lắm các bạn. Hai bên cỏ dại cỏ lâu quá đẹp, cỏ lâu chưa nở nhiều các bạn, nó mà nở ra bung ra là đẹp lắm, trắng xóa luôn. Wow, cua. Giờ bắt đầu mình đang đổ xuống đèo các bạn. Đường một đường thẳng luôn. Chuối bên tay phải mình là chuối các bạn. Bảo Lộc còn 53 cây nữa. Trời rất đẹp. Chuối này là người ta trồng hay là tự nhiên mình cũng không biết. Có thể là tự nhiên, có thể là người ta trồng. Wow, cỏ lâu nè. Cua liên tục luôn các bạn. Nè, có lâu này nở rồi nè các bạn. Đó, bụi này nở hết nè, đẹp ghê chưa. Cà phê. Đi đi tour cái tháng này các bạn là nhiều nhiều cái để ngắm lắm các bạn. Hoa cỏ này kia nọ, cây cối rồi nó đẹp lắm các bạn.